Chào các bạn, thì hôm nay mình có nhận được một câu hỏi đó là nếu mà đang học thì làm sao có kinh nghiệm để ghi vào trong CV. Thì nếu mà mình đang học á, có thể là dùng những cái dự án, những cái bài tập ở trong trường hoặc là trong những cái trung tâm để mình viết vào trong cái CV. Nên trong lúc học á, mọi người cố gắng là thực hành nhiều ha, làm một số cái dự án được giao trong đại học hoặc là ở những cái trung tâm có những bài tập đó, thì mình sẽ cố gắng là thực hành nó. Và trong lúc làm á, mình cố gắng là làm đủ các bước, ví dụ như là test plan, test case, test report, checklist, tất cả những cái đó, và mình làm hoàn chỉnh. Thì khi mà mình làm xong á, thì sẽ có cái thông tin để mình viết vào trong cái CV đó. Thì nhà tuyển dụng cũng hiểu là mình chưa có kinh nghiệm, tuy nhiên á, là mình hoàn toàn á, là có thể á, là dùng những cái bài tập, những cái dự án đó giống như một phần của kinh nghiệm của mình, và viết vào trong cái mục á, là những kinh nghiệm làm việc hoặc là những cái dự án mà mình đã từng làm đó. Thì nếu mà mình thực hành nghiêm túc và đầy đủ tất cả những cái phần cần thiết á, thì cũng sẽ có rất là nhiều cái ý để mà mình có thể là ghi vào trong cái phần là CV. Thì trong cái phần CV á, là cái phần kinh nghiệm làm việc á, là một trong những cái phần mà nó rất là quan trọng, nên các bạn cố gắng á, là tập trung và mình phát triển phần đó thật là nhiều ha. Đó, thì nhà tuyển dụng sẽ rất là quan tâm để biết mình là đã từng làm những gì và có kinh nghiệm, cũng như là đã làm qua, cũng như là có thể làm được những cái phần gì đó. Thì nó tất cả những cái thông tin đó nó sẽ thể hiện trong cái phần là kinh nghiệm làm việc đó. Thì mình cố gắng là tập trung phần đó nhiều hơn. Rồi, chúc các bạn thành công nha.